Xin chào và rất vui được gặp các bạn trên kênh Top Sao Hàng. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ bất cứ những tin tức mới hay là hot nhất nào trong ngày thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nha. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Vào đúng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đã diễn ra trong sự trông đợi của fan toàn thế giới. Như đã công bố trong đề cử trước đó, BTS là gương mặt K-pop được quan tâm nhất trong lễ trao giải lần này với đề cử Best Pop Duo Group Performance. Điều làm các ARMY nói riêng và fan K-pop nói chung phấn khích hơn chính là BTS sẽ có một sân khấu biểu diễn tại Grammy năm nay. Mới đây thì nhóm đã khuấy động không khí lễ trao giải bằng hit làm mưa làm gió suốt năm 2021 vừa qua, Butter. Xuất hiện lịch lãm trong outfit đóng bộ đen toàn tập, BTS đã có sân khấu thành công tại lễ trao giải danh giá nhất hành tinh này. Bởi anh chàng nhà Big Hit vô cùng tự tin nhảy những bước nhảy điều luyện cùng vocal chắc khỏe hút fan. Thế nhưng thì spotlight của BTS tại Grammy lại bị giật bởi một thành viên BTS. Mặc cho màn biểu diễn xuất sắc thì netizen hiện đang dần dần bởi một khoảnh khắc chính là màn tương tác cưng xỉu đến từ V của BTS và Olivia Rodrigo. Vì và cô nàng tân binh Olivia đã có những giây phút trò chuyện vui vẻ trên ghế khách mời. Không biết Vi đã nói gì khiến Olivia rất phấn khích, thậm chí ngạc nhiên đến há hốc mồm. Những moment thế này đang khiến fan cả hai phát sốt, dự là sẽ có một chiến hạm OTP mới ra đời tới đây cho mà xem. Ngoài ra thì một khoảnh khắc của một thành viên BTS cũng hiện đang gây bão trên Twitter, đó chính là J-Hope. Cụ thể, trong khi đang thực hiện vũ đạo cùng cả nhóm, J-Hope bỗng bị hụt chân khi bước xuống bậc thang, khiến anh chới với. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, nam idol đã lấy lại được sự tự tin cũng như thần thái biểu diễn khiến fan không thể nhận ra anh vừa gặp sự cố. Sự chuyên nghiệp của thành viên BTS đã giúp hình ảnh nam idol trở nên đẹp hơn trong mắt fan. Trong khi đó thì có một thành viên cũng gây bất ngờ không kém, đó chính là Jungkook. Dù vừa khỏi Covid-19 nhưng anh chàng vẫn khiến cả khán đài phải sốc nặng trước màn trình diễn treo mình trên không với độ cao gây đau tim. Anh chàng tỏa sáng rực rỡ trên không với visual đẹp như tranh. Diện mạo đỉnh của chóp cùng thần thái của BTS trong màn biểu diễn đã khiến cả dàn sao quyền lực thế giới và khán đài phải đứng dậy vỗ tay và reo hò. Trước đó thì sự xuất hiện của nhóm nhạc toàn cầu BTS tại thảm đỏ lễ trao giải danh giá ngay lập tức đã gây nổ mạng xã hội và có thể coi là đại náo cả Grammy. Từ thảm đỏ đến lễ trao giải, bảy chàng trai chống đạn đều khiến người ta phải trầm trồ vì từng động thái. Trên thảm đỏ, BTS cùng diện những bộ vest màu sắc và chiếm trọn spotlight thảm đỏ với visual sáng láng, điển trai đầy cuốn hút. Chúng mình là Top Sao Hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên hãy nhấn nút like, chia sẻ và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.